Rồi xin mến chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với chương trình uh, thời sự buổi sáng của em Tùng ha. Ok thì uh, trước khi đi vào video thì xin chúc anh chị có một uh, ngày mới thật là tốt lành, cùng với đó là gặp thật nhiều may mắn trong quá trình đầu tư mọi người nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào liên thị trường một chút ha. Uh, ngày ngày hôm qua thì anh chị thấy được rằng là ba cái chỉ số của Mỹ thì đều có một cái xu hướng làm giảm điểm. Mức độ giảm điểm thì không có quá mạnh anh chị. Như Dow Jones thì giảm 191 điểm tương ứng với mức là 0,5% thôi. S&P 500 thì giảm 0,7% và cùng với đó là anh chị thấy Nasdaq giảm 162 điểm. Có phần nào đó thì Nasdaq giảm mạnh hơn. Thế anh chị thấy được rằng là ngày mai đối với lại Mỹ thì sẽ công bố dữ liệu lạm phát. Có phần nào đó thì anh chị thấy được rằng là nhà đầu tư trong ngắn hạn đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ khá là lo ngại về cái dữ liệu lạm phát đó lý do vì sao anh chị? Tại vì giá dầu ở thời điểm hiện tại trong tháng vừa rồi á tăng rất mạnh anh chị. Từ mốc từ khi mà nó hình thành trend tăng từ mốc 72 đến cái mốc thời điểm hiện tại đã tăng hơn 15% tầm 15-16%. À, chính vì vậy là cái việc mà ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư họ có những xu hướng lo lắng về cái dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng là điều phù hợp anh chị. À, mọi người ha thì cái dữ liệu lạm phát thì tối nay chúng ta sẽ cập nhật với nhau mọi người nhá một hai phiên nữa chúng ta sẽ cập nhật với nhau về cái dữ liệu lạm phát này rồi đó là về xu hướng của thị trường mỹ à, bước qua về xu hướng của thị trường việt nam thì đầu tiên em cũng sẽ uh, <laughs> nhận định cho anh chị về cái khung ngắn hạn của thị trường nhé trong phiên giao dịch ngày hôm nay rồi, ở đó phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là biên tích lũy của chúng ta vẫn đang hình thành. Đây là không h 1 của thị trường xu hướng vẫn là xuống tăng. Và chỉ chị thấy được rằng chúng ta đang tích lũy trong một cái biên độ ở trên kháng cự là 1238 đến vùng 1241. Đó. Và hỗ trợ của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là những cái vùng đáy cũ này quanh cái vùng giá 1230 và những cái vùng hỗ trợ trong cái 0, 15 phút nữa đó là 1227. Đó. Thì chúng ta đang tích lũy trong cái biên này và biên này bắt đầu đã có những cái xu hướng là bắt đầu hẹp dần rồi nha anh chị. thì anh chị thấy được rằng là đường kijun này bắt đầu sẽ có những xu hướng là đi lên chập lại với cái đường tenkan này đó. thì chúng ta đang có hai kiếm tích lũy chặt, đó hai kiếm tích lũy chặt trong vòng phiên chiều ngày hôm nay. Đó. phiên chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái trạng thái tích lũy rất là chặt và khi mà trạng thái giá tích lũy mà ở dưới cản, mà hai kiếm tích lũy chặt như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái biến động mạnh nha anh chị. Đó. Cho nên là trong cái phiên bắt đầu từ phiên chiều ngày hôm nay và sang đến ngày thứ sáu thì thị trường của chúng ta sẽ có những cái gọi là biến động sẽ khá là mạnh. Nếu thị trường quay đầu nha chị, nếu thị trường quay đầu. Nếu mà thị trường quay đầu mất quanh cái vùng giá 1230 thì thị trường sẽ có một cái phiên điều chỉnh rất là mạnh về đâu đó những vùng phía dưới, có thể là quanh cái vùng giá mười lăm đến vùng 1220 đây sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất của thị trường rồi ngược lại thì nếu mà thị trường tích lũy tốt anh chị tích lũy tốt vượt được con cái vùng 1238 đến 1241 á, thì thị trường sẽ phá vỡ đi cái cấu trúc điều chỉnh giảm ở trong cái khung 15 phút này đó thì mọi người để ý hai vùng này nha anh chị đây sẽ là những cái biên độ tích lũy trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay trước mắt thì trong cái phiên sáng ngày hôm nay thì cái vùng hỗ trợ quanh cái ở cái vùng hỗ trợ 1227 á, thì em thấy được rằng là trong khung 15 phút á, 1227 đến vùng 1230 thì nó sẽ vẫn còn khá là cứng cho nên là khả năng nếu mà điều chỉnh về cái vùng này trong buổi sáng á, thì thị trường chúng ta vẫn an toàn Tuy nhiên là <laughs> bắt đầu sang chiều nay và phiên thứ sáu thì thị trường sẽ có những cái xu cái vùng hỗ trợ nên sẽ có những xu hướng là yếu hơn đó đó cho nên là đối với lại là cái vùng những cái vùng hỗ trợ và kháng cự này thì mọi người cần phải chú ý ha cái kịch bản giảm thì em thấy được rằng nó sẽ nhiều hơn cái kịch bản tăng cái kịch bản mà phá vỡ quanh cái mốc 1 tám đến vùng mươi 241 này nè để mà phá vỡ đi cái cấu trúc giảm ở trong cái khung 15 phút cũng như là cái đường trendline ấy, mọi người đường trendline này đó đường trendline này, này. thì Uh, cái kịch bản này nó sẽ khá là thấp nha anh chị. Khá là thấp đối với cá nhân em thấy được rằng là như vậy tại vì ở khung H1 thì chúng ta cũng thấy là đang tích lũy dưới cạn này cùng với đó là khung daily của thị trường. Ngày hôm qua chúng ta có xuất hiện một cái bộ ba uh, cái nến đó là evening star đúng không anh chị. Uh, thì ít nhất là trong mặt ngắn hạn thị trường cần phải có những cái xu hướng là tích lũy và điều chỉnh trở lại. Kèm theo đó là thị trường vẫn đang tồn tại một cái trạng thái khách sạn. Một cái trạng thái khách sạn ở trong cái khung daily của thị trường. Yeah. Cho nên là cái xu hướng hút giá thì nó sẽ là chủ đạo anh chị Hút giá và điều chỉnh nó sẽ là chủ đạo Cho nên là mọi người uh, chú ý ha uh, Mốc 1230, 1227, 1230 Đóng cửa dưới này thì trước mắt thì sẽ về những cái vùng uh, 1215 đến vùng 1220 Và khả năng nha anh chị, khả năng sẽ có một cái nhịp hồi T cộng Khả năng sẽ có một cái nhịp hồi T cộng ở đây Đó. Thì chủ yếu là anh chị tập trung chủ yếu vào những cái nhóm ngành mà sẽ có những cái điểm mua khi thị trường có những cái xu hướng là rung lắc điều chỉnh trong cái khoảng thời gian từ ngày hôm nay đến ngày mai để mọi người có thể tập trung tham gia vào đối với những cái mã cổ phiếu đó nha anh chị ok thì đây là cái thông tin thời thời sự chứng khoán buổi sáng của em gửi tới cho anh chị những cái kịch bản và cái hành động để anh chị lưu ý và hành động trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay và có thể là tham khảo thêm anh chị ha Rồi chúc anh chị có một cái phiên giao dịch thành công nha anh chị